quý vị, quy định ô tô được dừng không quá 5 phút nêu trong dự thảo luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an đề xuất đang gây nhiều ý kiến trái chiều. Cụ thể, tại khoản 1 điều 18 trong dự thảo luật đảm bảo an toàn giao thông đường bộ về dừng đỗ xe quy định, dừng xe là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông trong thời gian không quá 5 phút và người điều khiển phương tiện không rời vị trí điều khiển, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện xuống để mở cửa xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe. Bên cạnh đó, tại khoản 2 của điều 18 trong dự thảo luật này cũng quy định đỗ xe là trạng thái đứng yên của phương tiện mà không phải dừng xe. Tại khoản 3, điều 18 còn quy định người điều khiển phương tiện khi dừng xe đỗ xe trên đường phải có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết khi vào vị trí dừng đỗ xe. Khi đỗ xe chỉ được rời khỏi xe khi đã kéo phanh tay hoặc thực hiện các biện pháp an toàn. Trường hợp phương tiện gặp sự cố kỹ thuật hoặc buộc phải đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy hoặc tại nơi không được phép đỗ, phải đặt ngay biển báo hiệu nguy hiểm phía sau xe và có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp. Xe đỗ trên đoạn đường dốc phải được chèn bánh và đánh lái về phía lề đường. Ngoài ra, dự thảo cũng quy định người điều khiển phương tiện không được dừng xe đỗ xe bên trái đường một chiều, trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc nơi có tầm nhìn bị che khuất, trên cầu, gầm cầu vượt, song song với một xe khác đang dừng đỗ, trên vạch kẻ đường, phần đường dành cho người đi bộ qua đường, nơi đường giao nhau và trong phạm vi 5m tính từ mép đường giao nhau. Trong khi đó, luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông trong một khoảng thời gian cần thiết, đủ để cho người lên xuống xe, xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện công việc khác, mà không giới hạn thời gian cụ thể. Phản hồi về đề xuất này, có ý kiến cho rằng quy định dừng xe không quá 5 phút là không khả thi, bởi lẽ dừng xe là một trạng thái linh hoạt khi vẫn có người ngồi trên xe, và để giải phóng ùn tắc thì tài xế có thể di chuyển bất cứ lúc nào. Mặt khác, quy định trên cũng rất chung chung, không rõ sẽ áp dụng tại một điểm trên tuyến phố hay cả tuyến phố, theo thời điểm hay toàn bộ thời gian. Mời quý vị cùng theo dõi những góp ý nổi bật trên các diễn đàn trực tuyến thông qua phần tổng hợp ngay sau đây. Việc hạn chế dừng xe chỉ nên áp dụng tại một số tuyến, điểm gây ùn tắc, tương tự như một số địa điểm cố định như sân bay, cửa khách sạn, bằng cách đặt các biển báo cấm dừng xe 3 đến 5 phút. Còn nếu quy định chung trên tuyến phố thì sẽ không có bất cứ lực lượng nào đủ khả năng để đi giải quyết, cũng không có đủ khả năng để biết họ vi phạm dừng trong bao lâu, từ khi nào, mà có làm được như thế cũng sẽ mất thời gian, tốn kém nhân lực, vật lực. Luật cũng cần phân biệt rõ như thế nào là đỗ xe, như thế nào là để xe trên đường. Luật giao thông đường bộ hiện hành chưa làm rõ điểm này. Thực tế, nhiều trường hợp nhà mặt tiền đường nhưng vướng sinh hoạt nên tài xế để xe nằm trên đường hoặc vỉa hè sáng đến đêm đi ngủ mới đưa xe vào nhà cất, hoặc các bác taxi không có chỗ nào để xe nên cứ cho xe nằm trên đường vô tư. Nhiều trường hợp người dân phải điện tổng đài để điều bác tài xế lái xe đi. Thứ nhất là khi đặt biển báo đoạn đường cấm dừng hay cấm đỗ, cơ quan chức năng đã phải tính toán lưu lượng phương tiện, chiều rộng lòng đường để áp dụng cấm dừng hay cấm đỗ. Nếu đã đặt biển cấm đỗ có nghĩa là đã xác định đoạn đường đó được phép dừng, vậy tại sao phải hạn chế thời gian dừng xe? Thứ hai là có nhiều trường hợp xe phải dừng nhiều hơn 5 phút, ví dụ như đưa trẻ em, người già, người ốm yếu lên xuống xe, bốc dỡ hàng hóa, thậm chí người lái xe mệt mỏi, đau ốm đột ngột cần dừng lại nghỉ ngơi hơn là cố gắng tiếp tục di chuyển phương tiện. Thứ ba là nếu người lái xe dừng chỗ này 5 phút rồi đi thêm một đoạn nữa để dừng tiếp 5 phút, cứ như thế sẽ xử lý ra sao? Thứ tư là ai sẽ thường trực quản lý tính toán thời gian dừng của phương tiện để có thể xử phạt trường hợp dừng quá 5 phút? Luật sư Thành phân tích, đồng thời cho rằng không nên áp dụng quy định này đối với toàn bộ hệ thống đường bộ mà chỉ nên áp dụng đối với những khu vực đặc biệt như sân bay, cổng bệnh viện, trường học. Cần thiết áp dụng quy định này tại các thành phố lớn, đông đúc như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh vì những thành phố này luôn quá tải mà ý thức của tài xế thì quá kém, luôn chiếm dụng lòng lề đường, dừng đậu vô tội vạ khiến giao thông càng thêm ùn ứ. Tôi ủng hộ việc phải có quy định thời gian dừng xe. Từ trước tới nay ai cũng hiểu rằng dừng xe tại một điểm nào đó chỉ trong một thời gian ngắn, một vài phút thôi để đưa đón người lên xuống xe hoặc đưa hàng hóa, hành lý lên xuống xe hoặc để tài xế kiểm tra tình hình xe khi thấy điều gì bất thường một cách nhanh chóng để không làm ùn tắc giao thông. Nói khác đi, có thể là đỗ xe tạm thời trong thời gian ngắn một vài phút. Như vậy, thời gian dừng xe cũng chỉ nên giới hạn tối đa 5-7 phút mà thôi. Các bác cứ kêu ca, chứ cần phải luật hóa rõ ràng.
còn biện pháp thực hiện thì có khó gì đâu ạ. Trước những phản hồi từ dư luận, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đây mới là dự thảo và đơn vị đang trong quá trình tiếp tục lấy ý kiến tiếp thu, chỉnh lý để hoàn chỉnh hơn. Trong đó có thể tính toán việc quy định này có thể chỉ áp dụng đối với khu vực nội đô. Thưa quý vị, các chủ phương tiện xe ô tô hiện có thể chủ động vào website của Công an thành phố Hà Nội để tự tra cứu xem phương tiện của mình có nằm trong danh sách xe vi phạm bị xử phạt nguội hay không. Cụ thể, các chủ phương tiện sau khi truy cập website của Công an thành phố Hà Nội tại địa chỉ http://công an.hanoi.gov.vn có thể vào chuyên mục tra cứu xe vi phạm giao thông trên cổng thông tin điện tử. Tại đây, sau khi nhập đủ các thông tin theo hướng dẫn chi tiết về loại phương tiện, biển số, người tra cứu sẽ nhận được ngay về kết quả. Nếu xe có vi phạm, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm vi phạm. Còn nếu xe không vi phạm, trang web sẽ hiện dòng chữ không tìm thấy kết quả ở phía dưới. Việc tra cứu nhanh sẽ giúp các chủ phương tiện nắm bắt kịp thời về các lỗi vi phạm giao thông bị phạt nguội nếu có để chủ động trong việc nộp phạt, cũng như nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người lái xe. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến rằm Trung thu, để chủ động phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị hạn chế tập trung đông người, hạn chế tổ chức các chương trình đón Trung thu có tập trung đông người. Thành phố cũng yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu phải đảm bảo điều kiện vệ sinh nơi bày bán sản phẩm, nhập khẩu sản phẩm thực phẩm, vệ sinh cá nhân người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị các đơn vị tuyên truyền vận động người tiêu dùng không nên tích trữ đồ ăn, không chen lấn khi mua hàng, khuyến khích thanh toán bằng thẻ ngân hàng, hạn chế dùng tiền mặt để thanh toán. Thưa quý vị, vài ngày trở lại đây, hình ảnh phiếu thu tiền ghế ngồi học sinh có dấu mộc của trường Trung học cơ sở Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh lan truyền trên nhiều diễn đàn mạng xã hội khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Sáng ngày 14 tháng 9, ông Nguyễn Chí Dũng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã yêu cầu trường Trung học cơ sở Bình Chánh tạm dừng thu tiền ghế ngồi học sinh và trả lại số tiền đã thu. Được biết sự việc xảy ra vào ngày 18 tháng 7. Đây là số tiền ghế nhựa ngồi chào cờ cho học sinh lớp 6 đóng cho 4 năm học. Tiền này do đại diện hội phụ huynh đề xuất, nhưng khi thu thì có phiếu thu, văn thư lấy dấu mộc của trường đóng vào, chứ đây không phải là chủ trương của trường. Hiện nay trường đã trả lại 100% cho phụ huynh với hơn 400 trường hợp học sinh đã đóng. Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Bình Chánh đã làm giải trình, báo cáo và phòng giáo dục và đào tạo đã kiểm điểm. Đại diện hội phụ huynh cũng đã báo cáo sự việc. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 18 tháng 9, Hà Nội sẽ có một đợt không khí lạnh tràn về, kéo nhiệt độ giảm xuống từ 26 đến 30 độ, kèm với mưa dông. Thời điểm này, người dân Hà Nội có thể cảm nhận rõ hơn không khí se lạnh của mùa thu. Đợt lạnh này có thể kéo dài từ ngày 18 tháng 9 cho đến ngày 23 tháng 9. Người dân các tỉnh thành Bắc Bộ và Trung Bộ cũng cần lưu ý bởi ngày 16 đến 17 tháng 9, nhiều khả năng sẽ xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, kết hợp với không khí lạnh sẽ khiến mưa dông xuất hiện trên diện rộng.